Thưa quý vị, Bạc Liêu là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, trong đó có trồng lúa nước. Theo thời gian, trồng lúa tại tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc. Nhờ áp dụng máy móc hiện đại và tiến bộ trong kỹ thuật, những mặt ruộng không dấu chân ngày càng nhân rộng tại tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, trước khi áp dụng máy móc hiện đại như hiện nay, thì trước kia nông dân đã trồng lúa nước bằng những công cụ gì? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Thùy Dương xin mời quý khán giả cùng đến với Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, nơi hiện đang lưu giữ nhiều hiện vật về công cụ sản xuất nông nghiệp xưa của nông dân Bạc Liêu. Từ xa xưa, người Kinh cùng với người Khmer và người Hoa đã đoàn kết chung tay khai khẩn đất hoang, tạo dựng thôn xóm. Bạc Liêu là vùng đất có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ. Ngay từ buổi đầu lập nghiệp, người dân đã biết phát huy thế mạnh của nghề trồng lúa nước. Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Cái cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh con trâu lại đi vào câu dè thơ ca như thế. Đó là vì từ thời xưa, nông dân dùng sức trâu để cày xới ruộng trước khi cấy lúa và để vận chuyển lúa rơm được thuận tiện. Đây là cây đòn xóc lúa mạ, một trong những dụng cụ làm nông nghiệp ngày xưa của bà con nông dân. Thì theo tập tục thì nông dân Bạc Liêu là thường là trồng lúa cấy. Và để làm lúa cấy thì bà con phải gieo mạ, và gieo mạ thành từng cụm dày. Thì sau đó thì bà con mới nhổ mạ này bó lại thành từng bó và dùng dụng cụ này để xóc từng bó mạ đó đến những cái đồng ruộng trống để cấy lúa. Cùng với vật thể khối là con trâu và cây đòn xóc lúa mạ, thì bảo tàng hiện còn trưng bày rất nhiều nông cụ liên quan đến sản xuất nông nghiệp của nông dân Bạc Liêu ngày xưa, như cày, bừa, trục, nọc cấy, dòng gặt. Mặc dù cấu tạo giản đơn nhưng rất tiện dụng trong sản xuất và thu hoạch lúa. Cơ bản thì đã đầy đủ rồi, nhưng mà còn một số cái hiện vật mà bảo tàng cũng còn thiếu. Thí dụ như bây giờ cái công cụ lao động sản xuất của người Kinh đó, thí dụ như là cái cối xay lúa nè, rồi cái bộ đập lúa đó. Thì cái này hồi xưa là chưa có máy móc, chưa có máy suốt, người ta chủ yếu là sử dụng cái này để là ta đập lúa. Thì sau này đưa cơ giới hóa vào trong nông nghiệp thì mới có máy suốt, sau này máy đập mà gạch đập liên hợp, ví dụ vậy đó. Thì những đối với những cái hiện vật mà như thế bảo tàng còn thiếu, mà hiện tại là tìm cũng không có, trong người dân thì cũng không có còn. Do đó sau này cái phương thức mà để giới thiệu cho những cái lớp thế hệ trẻ mà biết về cái quá trình lao động sản xuất nông nghiệp khi xưa đó, thì mình nhờ một số cái nghệ nhân, người ta có am hiểu những cái làm ra những cái này, thì người ta sẽ giống như là làm để là tạo ra làm cái hiện vật là khoa học phụ để minh họa thôi, chứ hiện tại giờ mình sưu tầm hiện vật gốc thì không có. Từ những thành quả lao động và sáng tạo, nông dân đã biến vùng đất Bạc Liêu trở thành một trong những tỉnh có diện tích và sản lượng lúa quan trọng của cả nước. Bên cạnh nghề trồng lúa nước, người dân còn thạo việc nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, nghề thủ công truyền thống được giữ gìn và phát huy cho đến tận ngày nay.